Không phải là chiếc nồi cơm điện tử đa năng nào bây giờ cũng có thể có dung tích lớn như thế này. Cho nên là chiếc nồi cơm này thì Trang nghĩ nó sẽ phù hợp cho những gia đình đông người này, hoặc là hay tụ tập hội họp bạn bè ấy, thì chúng ta có thể sử dụng chiếc nồi cơm này cho tiện nhé. Xin chào mọi người, nếu như các bạn đang muốn tìm một chiếc nồi cơm điện đơn giản và có dung tích lớn thì chúng ta có thể tham khảo chiếc nồi cơm điện nắp gài ngay bên cạnh Quỳnh Trang đây. Bởi vì với một dung tích lớn như thế này thì không hẳn là chiếc nồi cơm điện tử đa năng nào cũng có thể có được đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về em nó nhé. Nồi cơm nắp gài Crystal có dung tích là 2.2 lít, hoạt động với công suất 700W và được trang bị công nghệ nấu 2D giúp nâng cao chất lượng cơm. Dung tích 2,2 lít ấy là dung tích lớn và chúng ta có thể nấu được 10 cốc gạo luôn. Mà như Quỳnh Trang đã nói rồi đó, không phải là chiếc nồi cơm điện tử đa năng nào bây giờ cũng có thể có dung tích lớn như thế này. Cho nên là chiếc nồi cơm này thì Trang nghĩ nó sẽ phù hợp cho những gia đình đông người này, hoặc là hay tụ tập hội họp bạn bè ấy, thì chúng ta có thể sử dụng chiếc nồi cơm này cho tiện nhé. Và nhờ việc thiết kế được phối giữa hai màu đen bạc như thế này ấy, nên nồi cũng sẽ phù hợp cho những góc bếp có thiết kế hiện đại. So với những chiếc nồi cơm truyền thống mà có màu sắc sặc sỡ ấy, thì Trang thấy là chiếc nồi cơm này sẽ hợp với gu của các bạn trẻ đấy, mà giá của nó còn mềm hơn những chiếc nồi cơm điện tử khác nữa chứ. Bên cạnh đó, nồi cơm nắp gài thường có thiết kế và cách sử dụng rất đơn giản. Như nhiều loại nồi cơm nắp gài khác thì chiếc nồi này cũng có bảng điều khiển là nút gạt và đèn hiển thị, giúp chúng ta dễ dàng quan sát trạng thái nấu của nồi từ khoảng cách xa. Chính nhờ vào thiết kế đơn giản của nó, cùng với đó là nó chỉ tập trung vào chức năng nấu cơm thôi, cho nên là nó sẽ rất phù hợp với ông bà, cha mẹ của chúng ta hay là những người mà ưa chuộng những món đồ truyền thống không có quá nhiều các tính năng. Và ưu điểm của chiếc nồi này đó chính là công nghệ nấu 2D. Nhiệt được truyền từ mâm nhiệt và xung quanh thân nồi giúp hạt cơm chín đều. Chiếc nồi cơm này ấy, thì nó có dung tích lớn, thế cho nên là nếu như mà chúng ta nấu bằng công nghệ 1D ấy, sẽ khá là mất thời gian đúng không? Vì vậy cho nên việc được trang bị công nghệ nấu 2D là một điều rất cần thiết để giúp cho chúng ta có thể nấu được nhiều hơn và nấu nhanh hơn. Ngoài ra thì lòng nồi cũng là một bộ phận quan trọng góp phần làm nên chất lượng cơm ngon. Lòng nồi của nồi cơm được làm từ hợp kim nhôm phủ chống dính. Tuy nhiên thì mọi người chúng ta cần phải lưu ý khi mà mình vệ sinh ấy, chúng ta cần phải cẩn thận để tránh làm chầy chóc đi cái lớp chống dính ở trong lòng nồi này nhá. Và bây giờ để kiểm chứng xem là chất lượng nấu cơm của chiếc nồi này như thế nào, bây giờ Trang sẽ nấu cơm luôn nhá. Nồi có dung tích lớn nên Trang sẽ trải nghiệm nấu 4 cốc gạo luôn ha. Rồi, gạt nút và đợi cơm chín thôi. Ý, cơm chín rồi này mọi người ơi, để Trang sẽ cho mọi người xem chất lượng của hạt cơm như thế nào nhá. Nhìn qua bề mặt cơm thì Trang thấy là cơm chín đều, hạt cơm nở bung. Xới cơm lên để nhìn rõ chất lượng cơm hơn nha. Như mọi người thấy thì chất lượng chống dính của nồi cũng tương đối là tốt luôn ha. Không những thế thì thời gian nấu cơm cũng khá là nhanh, chỉ mất chừng 18 phút cho 4 cốc gạo thôi. Tuy nhiên là Trang cảm nhận hạt cơm không được dẻo và không được ráo như là khi mà mình nấu với những nồi cơm mà có công nghệ cao hơn. Một cái nữa đó là khi mà Trang để giữ ấm trong khoảng chừng 10 phút thì có thấy một lớp cháy vàng nhẹ ở dưới đáy nồi. Và khi nấu, lượng nước thừa sẽ chảy vào khe hứng nước chào. Sau vài lần thì mình có thể lấy đi vệ sinh. À, mà thêm nữa là cái phần nắp ở trong này chúng ta cũng có thể tháo rời được luôn nhé. Sau khi mà Trang nấu 4 cốc gạo trong 18 phút thì đây là số điện mà nồi tiêu tốn nha. Tóm lại thì Trang thấy là với một chiếc nồi cơm nắp gài có dung tích lớn như thế này thì hẳn là sẽ rất phù hợp với những gia đình đông người, hoặc là nó cũng sẽ rất phù hợp cho những bạn nào mà chúng ta không muốn phải đầu tư quá nhiều tiền vào một chiếc nồi cơm, bởi vì là giá của em nó thì cũng khá là mềm luôn đó. Bên cạnh đó, với một chiếc nồi cơm nắp gài mà có thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng như thế này thì cũng sẽ phù hợp với ông bà hay là cha mẹ của chúng ta nữa. Giá của em nó chi tiết thì Trang sẽ để vào mô tả bên dưới cho các bạn cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. À, mà đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like, một subscribe nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt.